Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Phá Án TV. Quý vị đừng quên bấm subscribe, bấm vào biểu tượng hình chuông để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ là chi tiết chương trình ngày hôm nay. Công an xã Tân Trung phối hợp với công an thị xã Gò Công vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thế Triều, tên thường gọi là Niền, sinh năm 1983, ngụ ấp Ông Gài, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, sau đó bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang cho hay, sau khi bị bắt giữ, đối tượng Nguyễn Thế Triều đã khai nhận tội ác của mình. Lời khai ban đầu của Triều thể hiện, khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2012, Triều có cãi vã lớn với bà Nguyễn Thị Châu, sinh năm 1942, do bị bà Châu chửi mắng là lớn rồi mà không đi làm, chỉ ở nhà ăn bám mẹ rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Tức giận, y nảy sinh ý định giết mẹ cho khuất mắt. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Triều về nhà, thấy mẹ đang đứng chải tóc ở cửa sau. Triều liền lấy một con dao rồi chặt liên tiếp nhiều nhát vào đầu và gáy mẹ, khiến đầu nạn nhân đứt lìa ra khỏi cổ, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Triều lôi xác nạn nhân vào trong buồng, đợi đến tối thì mang ra khoảnh đất ngoài nghĩa địa sau nhà chôn xác phi tang. Theo lời ông Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1953, em ruột nạn nhân Châu, cũng ngụ ấp Ông Gai, hơn 20 năm nay, bà Châu một mình nuôi con do năm xưa chồng bà bỏ đi theo người phụ nữ khác. Thường ngày, ông Bảy vẫn hay sang thăm nom chị gái mình. Tuy nhiên, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8, ông Bảy trong khi đi làm ruộng đã ghé qua nhà bà Châu thì không thấy chị gái mình đâu. Thấy Triều đang ngồi trước cửa nhà hút thuốc, ông Bảy hỏi bà Châu ở đâu, Triều cho biết bà đã đi chơi ở thành phố Hồ Chí Minh. 10 ngày sau, ông Bảy thấy có chuyện bất thường khi bà Châu vẫn chưa về nhà nên lại đến hỏi Triều thì Triều vẫn trả lời, mẹ đi thành phố Hồ Chí Minh chơi. Ông Bảy hỏi tiếp, thế bao giờ về, Triều chỉ nói cụt lủn, không biết. Trưởng ấp Ông Gai là ông Nguyễn Hữu Thắng, sinh năm 1955, cho biết ngày 10 tháng 9, tức 11 ngày sau khi bà Châu đi chơi thành phố Hồ Chí Minh, chi bộ ấp Ông Gai tổ chức cuộc họp và một số đảng viên đã phản ánh việc người dân ở ấp có nghi vấn về việc bà Châu đi chơi dài ngày không về. Do Triều là đối tượng bất hảo, có một tiền án về tội trộm cắp tài sản với mức án 9 năm tù giam vào năm 2003 nên người dân địa phương nghi ngại bà Châu đã gặp chuyện chẳng lành do Triều gây ra. Để giải tỏa nỗi hoang mang của dư luận, khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Thắng cùng với công an viên của ấp và cán bộ công an xã đã tìm đến nhà bà Châu để tìm hiểu sự tình. Qua dò hỏi những người hàng xóm của bà Châu, lực lượng chức năng nắm bắt được một thông tin quan trọng. Chiều ngày 29 tháng 8, mẹ con bà Châu xảy ra cãi vã rất lớn, đến sáng hôm sau ngày 30 tháng 8, người dân không thấy bà Châu đâu nữa. Lúc vào nhà bà Châu, ông Thắng thấy Triều đang ngồi trên giường hút thuốc phì phèo. Ông trưởng ấp hỏi về tung tích của bà Châu, Triều điềm nhiên đáp đúng kịch bản, đi chơi ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thắng hỏi xoáy, đi chơi nhà ai? Bao giờ về? Triều đáp cộc lốc, không biết. Tuy nhiên, trong quá trình trò chuyện, việc Triều liên tục đưa mắt nhìn ra khoảnh đất phía sau nhà mình đã bị ông Thắng phát hiện. Ông trưởng ấp yêu cầu công an tiến hành kiểm tra trong nhà và xung quanh nhà. Không lâu sau đó, một anh công an đứng ở khu đất sau nhà bà Châu kêu lên, đây rồi, tìm thấy rồi. Ông Thắng kiếm ngay cho tôi cái sảnh. Trong lúc ông Thắng chạy ra xem, Triều đã lẻn ra khỏi nhà, sau đó nhảy xuống con mương trước nhà trốn mất. Tại khu đất sau nhà bà Châu, lực lượng chức năng phát hiện một khoảnh đất nhỏ đã bị đào lên, bên trên trồng một cây xoài nhỏ. Dưới lớp đất mới đào này là xác bà Châu trong tình trạng đang phân hủy. Sự việc được công an xã cấp báo lên công an thị xã Gò Công và công an tỉnh Tiền Giang. Khoảng 16 giờ ngày 12 tháng 9, cảnh sát nhận được tin báo của người dân nghi rằng có thể tên Triều đang lẩn trốn ở một ngôi nhà hoang do một người dân địa phương đi làm ăn xa nên không ở nữa. Khám xét ngôi nhà này, cảnh sát đã bắt giữ được tên Triều. Bà Châu bị khuyết tật ở chân nên đã rất khó khăn, vất vả mới có thể nuôi Triều trưởng thành. Thường ngày, bà quanh quẩn ở nhà, ai thuê việc gì thì làm việc đó, khi rảnh rỗi lại tranh thủ kết bông thuê, kết bông làm ruột chăn để kiếm thêm tiền. Tuy mẹ nhọc nhằn là vậy, nhưng hễ bà Châu làm điều gì khiến Triều phật ý là hắn lại quậy phá. Triều không có ý thức lao động, quanh năm suốt tháng chỉ loanh quanh ở nhà, ngồi chờ người ta đến thuê làm mướn chứ không chủ động kiếm việc. Sau đó, Triều bị Tòa án Nhân dân Tiền Giang tuyên án tử hình về hành vi giết người. Cho rằng mức án quá nặng nên Triều làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 2 tháng 8, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Triều. Bào chữa cho Triều, luật sư nêu hoàn cảnh gia đình bị cáo rất bi đát, mồ côi cha. Nhà có 3 anh em nhưng hai người anh đầu cũng đã mất sớm trong khi mẹ già lại bị tật, cuộc sống hàng ngày không đủ ăn nên lâm vào bế tắc. Từ đó luật sư xin tòa cho bị cáo cơ hội được sống. Tuy nhiên, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mất hết tính người,
Chỉ vì lười biếng không chịu lao động bị la mắng mà ra tay giết mẹ của mình nên hội đồng xét xử đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với Triều về tội giết người. Có những tội ác mà phải dùng cả tính mạng để trả giá vẫn khiến nhiều người căm phẫn. Tiếp theo là một vụ án từng gây rúng động dư luận bởi mức độ tàn ác của hung thủ khi ra tay với chính người mẹ đã rứt ruột đẻ ra mình. Khi tòa đọc bản án tử hình đối với bị cáo thì cả làng đứng dậy vỗ tay ăn mừng. Những người có mặt trong phiên xét xử của Tòa Nhân dân tỉnh Bình Định vào ngày 30 tháng 5 năm 2013, tất cả đều tỏ ra vui mừng khi Nguyễn Văn Cư, 37 tuổi, ngụ ở thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, nhận bản án tử hình phạm tội giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định, vào đầu năm 2012, sau khi chấp hành xong bản án 17 năm tù về tội giết người tại trại giam Kim Sơn thuộc xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, Cư quay về sinh sống tại nhà mẹ ruột là bà Trần Thị Mùi, sinh năm 1938, ngụ ở thôn Vân Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Cùng ở với bà Mùi còn có gia đình anh Nguyễn Minh Tu, 57 tuổi, anh ruột của Cư. Sống chung với nhau, Cư khăng khăng cho rằng căn nhà mà mọi người đang ở chính là nhà riêng của hắn, nên nhiều lần y tìm đủ mọi cách để kiếm chuyện, gây sự rồi đuổi gia đình anh Tu ra khỏi nhà. Những lần như thế, bà Mùi thường phân bua hơn thiệt, đứng về phía con trai lớn. Thế nên, Cư cho rằng mẹ một mực bênh anh trai và tỏ ra bức xúc. Nhiều lần như thế, Tu đã tìm cách chút mâu thuẫn, cơn giận lên đầu những đứa cháu vô tội. Vào khoảng 5 giờ ngày 31 tháng 11 năm 2012, tại gian bếp trong nhà, khi cháu Nguyễn Thị Hồng Mỹ, 15 tuổi, con gái của anh Tu, cũng là cháu gọi Cư bằng chú, đánh răng súc miệng xong, vừa lên nhà trên để kiểm tra lại bài vở trước khi đến lớp thì bị Cư quát nạt. Mày lên đây làm gì? Con lên đây để học bài, cháu Mỹ đáp lại. Vừa dứt câu, tên Cư đã dùng chân đá liên tiếp nhiều cái vào người của cháu gái. Bị đá đau quá nên Mỹ đã chạy nhanh ra ngoài sân hòng tránh sự đánh đập của Cư. Chưa chịu buông tha, Cư hậm hực chạy xuống bếp lấy một đoạn cây đuổi theo để đánh tiếp. Sợ hãi trước sự hung hăng của người chú ruột, cháu Mỹ vừa khóc vừa chạy vào nhà mách bà nội. Lúc này bà Mùi đang ngồi trên giường quát lớn. Sao mày đánh nó vậy Cư? Nghe mẹ ruột la mắng, hắn càng thêm điên loạn nên đã lớn tiếng chửi bới lại mẹ. Mâu thuẫn giữa hắn và bà Mùi ngày càng tăng thêm, dẫn đến việc hắn đánh luôn cả hai bà cháu. Hắn dùng đoạn cây trên bổ mạnh liên tiếp nhiều cái vào đầu và tay của mẹ mình cho đến khi bà Mùi xông cửa chạy ra ngoài. Còn Cư thì tiếp tục chạy đến phòng ngủ, dùng cây đánh vào lưng em Nguyễn Tiến Văn, 7 tuổi, em ruột của Mỹ, đang nằm ngủ trong phòng, khiến em giật mình khóc ngất. Không dừng lại ở đó, Cư còn cầm cây đi ra ngoài sân. Thấy bà Mùi đang ngồi vật vã, hắn tiếp tục vung cây lên cao, định đánh tiếp. Thì nghe Lê Văn Kha, 18 tuổi, cháu gọi Cư bằng cậu, chạy đến la lớn, sao cậu lại đánh bà ngoại? Lúc này hắn mới chịu dừng tay, bỏ vào trong nhà vứt đoạn cây xuống đất, rồi ung dung bỏ đi. Bà Mùi được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, nhưng do bị thương quá nặng nên bà Mùi đã tử vong sau 2 ngày cấp cứu. Ngày 3 tháng 12 năm 2012, Tổ chức Giám định Pháp y tỉnh Bình Định kết luận nguyên nhân cái chết của bà Trần Thị Mùi là do đa chấn thương sọ não, tụ máu nội sọ vùng thái dương đỉnh trái, chấn thương gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay trái. Do đó, Công an huyện Phù Mỹ đã ra lệnh bắt khẩn cấp tên Nguyễn Văn Cư về hành vi giết người và đưa hắn đi giám định mức độ tâm thần. Đến ngày 12 tháng 3 năm 2013, Tổ chức Giám định Pháp y Tâm thần tỉnh Bình Định đã có kết luận tình trạng tâm thần của Nguyễn Văn Cư như sau. Rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu. Ở thôn Vân Trường Tây, khi hỏi về bà Trần Thị Mùi, người ta vẫn thường nhắc đến một người mẹ suốt một đời tần tảo chăm sóc, nuôi dưỡng các con khôn lớn. Chồng mất sớm, bao năm qua, người mẹ già một nắng hai sương, vất vả sớm hôm, làm đủ mọi nghề để có tiền trang trải cuộc sống, chăm lo cho gia đình. Ấy vậy mà, đứa con trai út mà bà rất mực yêu thương lại báo hiếu mẹ mình bằng trận đòn như tử. Theo tìm hiểu, vì gia cảnh khó khăn nên mấy anh em Cư đều không được học hành đến nơi đến chốn. Lớn lên một chút, họ đã tìm cho mình một công việc phù hợp để kiếm sống, phụ thêm cho gia đình. Đến lúc trưởng thành, anh chị Cư đều lập gia đình và ra ở riêng. Chỉ có mình Cư là chưa có công ăn việc làm, còn độc thân nên sống chung với bà Mùi. Vì là con út nên hắn được mọi người trong nhà nuông chiều nên ỉ lại, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, dựa dẫm vào người khác mà không chịu lao động. Anh
Anh chị em trong gia đình nói lắm, hắn mới chịu theo nghề cắt tóc. Khi công việc chỉ mới bắt đầu được vài tháng, Cư đành phải tạm ngưng công việc của mình để lên đường nhập ngũ. Những tưởng sau khi đi bộ đội trở về, Cư sẽ tu trí làm ăn phụng dưỡng mẹ già. Nào ngờ hắn suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt cùng bạn bè rồi gây gổ với những người xung quanh. Nói về thành tích đen của đứa con bất trị này, những người hàng xóm cho biết trước đây ở cái vùng đất bình yên này, khi nhắc đến tên Nguyễn Văn Cư thì mọi người ai cũng biết đó là một thanh niên lêu lỏng, lười làm, ham chơi, tính khí hung hăng, lại còn hay tụ tập nhậu nhẹt rồi gây sự đánh nhau, nên có tiền án về tội giết người, nên phải ngồi nhà đá hết 17 năm trời. Thời gian Cư ngồi bóc lịch, chính bà Mùi đã không ngại tuổi già, còng lưng phơi từng cái bánh tráng, đem bán để lấy tiền, mua những thứ cần thiết mang vào tù cho Cư. Mọi người ai cũng hy vọng sau khi ra tù, Cư sẽ biết ăn năn hối cải mà làm lại cuộc đời, lo phụng dưỡng mẹ già cho tròn đạo làm con. Nào ngờ sau khi được mãn hạn tù trở về, Cư vẫn chứng nào tật nấy. Không những không biết hối cải mà còn thường xuyên gây gổ với mẹ và anh ruột về việc phân chia đất đai. Cuối cùng hắn đành nhẫn tâm sát hại cả đấng sinh thành ra hắn. Trước vành móng ngựa, gã nghịch tử thú tính vẫn một mực phủ nhận hành vi tội ác mà mình đã gây ra. Hắn đổ hết lỗi cho đứa cháu bé bỏng và cho rằng chính cháu Mỹ đã đánh bà Mùi chứ không phải hắn, vì hắn rất thương mẹ. Mặc dù có bực mình mẹ nhưng có chết hắn cũng không bao giờ dám làm thế. Song lập luận này của hắn đã bị hội đồng xét xử bác bỏ. Tại phiên xét xử, khi được hỏi về nguyên nhân nào khiến bị cáo giết chết mẹ mình, bị cáo Cư không tập trung trả lời câu hỏi mà liên tục phân trần rằng: làm con như tôi có gì nên tội, bị bệnh như tôi làm gì nên tội mà má lại đối xử không ra gì, suốt ngày chửi bới, la mắng rồi đánh đập tôi hoài. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi, bị cáo đã dùng cây đánh chết mẹ, bị cáo có thấy ân hận về hành vi của mình hay không? Lần này, Cư vẫn không trả lời thẳng vào câu hỏi của hội đồng xét xử mà lại cho rằng: má tôi mất cũng đau lòng lắm chứ. Tuy tôi có bị bệnh nhưng tôi vẫn biết được điều đó. Lúc tức giận đầu óc không tỉnh táo nên tôi không còn biết gì nữa. Chứ bình thường tôi rất thương mẹ tôi. Nhớ lại cái ngày nhận được thông báo của bệnh viện rằng mẹ mình đã tử vong do vết thương quá nặng, anh Nguyễn Minh Tu, 57 tuổi, anh ruột của Cư, càng thêm đau lòng hơn. Anh rơm rớm nước mắt khi nghe hội đồng xét xử nhắc lại từng tình tiết của vụ án. Càng thương xót cho sự ra đi oan uổng của người mẹ xấu số bao nhiêu, anh càng căm phẫn trước tội ác không thể dung thứ của đứa em mất hết tính người bấy nhiêu. Tuy nhiên anh Tu vẫn khẩn thiết xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt đối với đứa em tội lỗi của mình. Nó ra tay với mẹ như vậy, tôi rất hận nó. Song suy cho cùng, nó cũng là em ruột của tôi. Mẹ tôi đã mất, nay tôi không muốn mất thêm đứa em này nữa. Xin quý tòa xem xét giảm nhẹ tội cho em tôi để nó được trở về nhà và làm lại cuộc đời. Anh Tu nghẹn ngào chia sẻ. Sau khi xem xét toàn bộ quá trình, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ, hung hãn, đã tước đoạt mạng sống của chính người che chở cho mình, cho mình cuộc sống. Hành vi của bị cáo trái với luân thường đạo lý, gây nên sự mất mát cho gia đình và người thân nên cần xử lý nghiêm khắc bằng pháp luật hình sự. Sau giờ nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Cư. Mức án trên có lẽ sẽ giúp đứa con bất hiếu sớm hiểu ra vấn đề, cải tạo tốt để sớm có ngày làm lại cuộc đời. Song tội ác mà hắn gây ra đối với mẹ mình sẽ còn ám ảnh đến muôn đời. Đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Quý vị đừng quên bấm subscribe để xem những video mới nhất của Phán TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.